Cú xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là Cú sẽ quay một video về một ạc ở server 487. Ạc này thì Cú mới vừa thu, nhưng mà ạc này thì được chủ ạc bỏ khá là lâu, cho nên Cú vừa vào thì nó sẽ có người chơi cũ như thế này. Đây. Nhưng mà rất là không may mắn luôn, thì chỉ được có một thực thôi. Thường thường thì hình như là nếu như các bạn đeo pet mà chưa đủ level 40 thì nó sẽ cho mình pet đủ level 40 nhé. Thì bây giờ là Cú sẽ show cụ thể cho mọi người xem. Nếu ai mà cảm thấy ạc này ưng ý thì liên hệ Cú để mua nhé. Thì hiện tại Cú chỉ mới treo được hôm qua và bữa nay thôi, là một ngày thôi, mới một ngày thôi nha các bạn, cho nên cũng không có gấp lắm. Thì ở đây kẹo nhiều màu là Cú đã đủ luôn rồi các bạn. Mình chưa hề làm nhiệm vụ nhưng mà mình đã có sẵn rồi. Đây, rất là may mắn. Để mình coi coi mình chưa có set nào, mình đổi một cái mình đeo coi. Mình đổi set ở dưới đi, chức nữ có vẻ đẹp hơn Ngưu Lan. Đây. Được 30 ngày nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ mặc vào luôn. Hôm qua thì Cú quên vào mua đồ cho ạc này, cho nên nó nhìn nó khá là tệ luôn. Thì bây giờ là Cú sẽ show cụ thể cho mọi người xem. Thì ạc này Cú nói luôn là server nó vừa gộp, nó có hạn là nó bị tụt hạn là 117 và có giá bán là dưới 1 triệu thôi nha mọi người. Dưới 1 triệu thôi. Thì mọi người hãy xem hết chú show đồ thì thấy ạc này dưới 1 triệu là rất là ok luôn. Thì ở đây là sẽ có một cái Venus cộng 6. Ở dưới là một cái vòng tay cộng 6 và bên đây là một cái hạnh phúc cộng 6. Và một cái hạnh phúc cộng 5 nha mọi người. Thì ở đây là VIP 8 rồi. Thì nạp cũng khá là nhiều ở hồi lúc mới ra server. Thì ạc này Cú nhớ không lầm là khi hồi lúc nó mới ra server thì Cú giao dịch là hình như nó đang nằm ở hạng 1 luôn nha mọi người, top 1 luôn. Nhưng mà sau nhiều đợt gộp với nhiều chủ sau này họ không nạp đua, cho nên nó đã bị tuột khá là nhiều. Và hầu như là bỏ luôn cả hơn một tháng qua. Khi hôm qua mà bán cho Cú thì Cú vào là nó thuộc dạng người chơi cũ luôn, đã ốp hơn 30 ngày. Thì ở đây super chúng ta có super pháo vĩnh viễn nè. Một cái nhẫn kim cương được 183 điểm trên 254. Thì ngoài ra có còn vũ khí đó chính là bazooka. Bazooka này thì mình nhận chỉ được 30 ngày thôi. Và một cây super lưu gạch nữa nha mọi người. Super lưu gạch này thì các bạn có thể gia hạn là 15 cao su khóa vĩnh viễn hoặc 15 cao su thường. Thì ở đây mình sẽ không gia hạn, nhưng mà mình sẽ để cho các bạn tích đủ để gia hạn luôn. Chứ nếu mình gia hạn 30 ngày thì uổng quá. Nó cũng đã được 11 cao su khóa rồi. Thì búa vẫn có VIP búa nha mọi người. Ai thích xài thì gia hạn thôi. Về thời trang thì nó cũng là những cái đồ bình thường mà thường ngày thôi. Những cái đồ bình thường của mỗi ạc thôi. Không có gì đặc biệt cả. Đây là phần đạo cụ đây các bạn. Đạo cụ thì chỉ còn đá và đá cường hóa và bùa thôi. Đây, mình khá là may mắn mở được một chiếc qua xe hơi. Thì không biết là nó có vĩnh viễn hay không. Nó chỉ được 7 ngày thôi nha mọi người. Thì có một đợt hồi khoảng một năm trước rồi, Cú chơi thì Cú mở hộp cái ạc đầu tiên mà Cú chơi ở server 205 thì được xe hơi. Nhưng mà xe hơi đó là vĩnh viễn luôn. Thì không biết về sau này nó có chỉnh sửa hay không. Nhưng mà mở ra thì toàn ngày thôi. Ở đây thì chỉ số là máu, nếu như các bạn đeo cái thắt lưng vào, tại đang thắt lưng hết hạn, thì cho là 20k đi. Công thì 5.900, thủ thì 6.000. Các bạn mang super pháo cho nên công thủ nó khá là đều, sát thương và giáp cũng khá là đều. Ngọc thì chúng ta có 2 viên tím, 2 viên cam và 2 viên xanh. Còn về bét thì chúng ta có con bét bét rồng 5 sao luôn nha mọi người. Đột phá cũng rất là cao, đột phá đến 7.000 máu rồi. Đây, đột phá level 45 được 7k máu luôn. Thì ở con ạc này Cú chỉ bán ở dưới
giá chỉ ở dưới 1 triệu thôi. Bạn nào mua thì inbox đặt cọc và hay là chuyển khoản đủ thì Cú sẽ hướng dẫn cho mọi người vào ạ chơi. Đến khi nào đủ đổi số điện thoại thì mình sẽ đổi cho các bạn nha. Nếu ai đã từng mua và từng giao dịch thì sẽ biết cách giao dịch thôi. Bây giờ là tới phần đá khảm. Đá khảm thì nhìn khá là ok luôn. Thì ở đây là chúng ta có 2 viên 12. Đây, 2 viên 12, 1 viên 11. 3 viên 11. 5 6 7 Thì ở đây chúng ta có là 3 viên đá khảm 10, 2 viên 12. Vậy là chúng ta còn 10 viên 11 nha các bạn. Đúng rồi, chúng ta còn 10 viên 11. Đá khảm khá là ok. Về thần khí thì chỉ mới 4.3 thôi. Vật tổ thì đây, 16, 16 và 16. Thì bây giờ là mình sẽ đi sảnh cho mọi người xem. Thì ở level này người ta thường chơi đào, cho nên là Cú sẽ mang bazooka vào để mình có thể vừa đam vừa đào được luôn. Ở đây thì mình nghĩ chắc mang luôn cái thiên sứ đi. Đã quyết định chơi đào thì lầy lội một chút xíu. À quên nữa, còn thành mình chưa show cho các bạn xem nữa. Thì mình chỉ show cho mọi người xem diện bảo tàng thôi. Ở đây diện bảo tàng thì mới lên được 7 món thôi, còn khá là nhiều. Về bét thì vẫn còn mảnh rồng chúng ta chưa lên. Còn về tổng quan những cái thứ này thì Cú không có rành lắm. Cú rất là ít chơi. Thậm chí là mà Cú đã nghỉ luôn hả, trước khi cái phiên bản này ra rồi. Ít khi chơi lắm cho nên cũng không gành. Thì mọi người đây, mọi người tự xem nhé.